Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ những cách thay đất cho cây trồng trọng. Thì thường như là những cái cây trồng trọng trồng được khoảng 2-3 năm thì chúng ta lại phải thay đất một lần. Cách thay đất mà chúng ta nghĩ là trước tiên chúng ta phải dùng các loại phân ải ấy. Này, phân ải chúng ta chuẩn bị trước phân ải trộn với lại phân bón cho vi sinh. Đây là phân bón vi sinh, bón lót để tạo đất. Chúng ta nghĩa là phải trộn vào. Chúng ta cũng có thể nghĩa là đấy, cho một lượng vừa phải. Khoảng 1/3, 1/4 phân vi sinh và trộn với phân lạc. Trộn đều lên. Lượng phân và phân đải và phân vi sinh chúng ta lấy làm sao để vừa đủ chúng ta với cái lượng đất chúng ta cần thay ở trong chậu ra. Thế là chúng ta nghĩ là thay trong chậu ra. Đây là cây chanh trồng được rất là chúng ta nhấc cây ra khỏi chậu hoặc như là tỉa vào đất xung quanh. Phần này sẽ là nảy lọc và ra hoa kết quả. Rất lâu rồi tôi không thay đất trên cái cây chanh này. Tạo kết quả được 5 năm. Đây là thay đất đầu tiên. Ha ha ha!
cây nó bắt đầu như là có nụ. Cho đất nhiều đầy trọng quá, bởi vì sau này chúng ta sẽ phân bổ sung cho nó hàng năm, như là chúng ta nghĩa là bón thêm phân trên đất, chỉ cần phân vi sinh và cái phân lân, phân tạm của trâu là chúng ta nghĩa là đảm bảo cho cây phát triển tốt, nước tưới không bị tràn ra ngoài. Như vậy là chúng ta đã thay xong đất cho cây. Chúc các bạn thành công. Chúc mọi người sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Chào tạm biệt. Mời các bạn đón xem công việc. Thương nhé. Đây. Đã có chồi, có nụ rồi. Này rất nhiều chồi. Chúng ta khi cây nó phát triển rồi, cái cành nó dài quá thì chúng ta nên cắt bớt đi để cho nó vừa phải nhìn cây nó đẹp. Còn một lần nữa xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn